Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết miền Bắc đã tạnh ráo trở lại, có nắng ngay từ sáng sớm trong ngày hôm nay do nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Trên cao là sự chi phối của trường phân kỳ khô. Dự báo trong ngày mai, thời tiết duy trì nắng hanh vào ban ngày với nhiệt độ trưa chiều là 28 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi là trên 32 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ vào khoảng từ 19 đến 22 độ. Khu vực vùng núi thấp hơn từ 1 đến 3 độ, trời rét nhẹ. Lui xuống khu vực Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn mưa vừa và dông cục bộ ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Các khu vực khác có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 27 đến 30 độ, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai trời nắng vào ban ngày với nhiệt độ sẽ phổ biến 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ là 30 đến 33 độ. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, mưa chủ yếu xảy ra tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Người dân ở đây cần phải cảnh giác với sấm sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có mưa rông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa phổ biến có mưa rông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ có mây, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ có mưa vừa và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa, cục bộ có mưa vừa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày có nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 32 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều, mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,85 đến 1,05 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,95 đến 2,15 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,9 đến 1,1 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,4 đến 1,6 m.